là đuôi lúc ở giá đi phản ta khôn lưu cho em. Anh quay sơ qua cái phòng tập. Thả đi vào cái lọc lộ. Đây là cái phòng tập. Ok, đây là khu vực tập thả. Ok mà đó. Đây là bài tập cuối buổi tập nha mọi người. Thì sau khi tập xong thì tập một là xong buổi tập. Okay. Cảm ơn mọi người đã xem. Ok, tạm biệt. Ok. Thì lấy cái kiểu. Giờ thì tập xong rồi. Giờ mình sẽ về ăn cơm. Đó. Giờ yeah.